À, Trần Lan đã nhìn thấy cô Phạm Trâm ạ. Xin mời cô Phạm Trâm ở vách để giao lưu cùng bác sĩ Tuấn Đấu ạ. Vâng, xin chào tất cả anh chị em trong phòng Zoom. Hôm nay tôi được bác sĩ Tuấn Đỗ mời đến giao lưu cùng anh chị em. Thì tôi là một khách hàng, tôi được biết đến bác sĩ Tuấn Đỗ là thông qua trên mạng Facebook. Tôi thấy bác sĩ Tuấn Đỗ quảng cáo một số mặt hàng. Thế đầu tiên thì tôi cũng bảo là nghĩ rằng là mua hàng trên Facebook thì chưa chắc là đã được cái giá trị tốt. Thế là tôi có thử mua, đầu tiên là tôi chỉ mua một chai tiêu chảy thôi, là chị tiêu chảy. Sau khi tôi về tôi trải nghiệm thì tôi thấy là hiệu quả là so với các sản phẩm thì cũng ngang ngang. Sau đấy tôi so sánh với một số sản phẩm khác, bởi vì cũng một cái chai tiêu chảy ấy, mà bác sĩ Tuấn Đỗ bán có 89.000, mà cũng một cái chai thành phần như vậy mà ở bên ngoài bán thậm chí 90.000, hoặc là cũng cái thành phần đấy của công ty bán có 75.000. Sau đấy tôi so sánh thì tôi thấy là cái dòng sản phẩm của công ty Supervet ấy, nhất là cái tiêu chảy này với lại cái điện giải này với lại cái siêu tăng trọng ấy là tốt, và tôi đã liên hệ với bác sĩ Tuấn Đỗ và đến nay tôi trải nghiệm của sản phẩm của bác sĩ Tuấn Đỗ là gần 1 năm rồi. Tôi thấy nó có hiệu quả thì hôm nay tôi lên đây tôi chia sẻ với anh chị em là nếu mà ai chăn nuôi mà có nhu cầu về cái dòng sản phẩm bên bác sĩ Tuấn Đỗ của công ty Supervet thì chúng ta nên thử, nên trải nghiệm và sẽ nhận được các cái giá trị như tôi. Và nhân đây thì tôi cũng xin cảm ơn là bác sĩ Tuấn Đỗ nhiệt tình khi mỗi một lần tôi gặp muốn tư vấn tôi alo là bác sĩ dù bận thì cũng có gọi lại cho tôi và ủng hộ tôi rất là nhiều. Tôi cũng đã cứu được nhiều ca khó khăn, tất nhiên là kinh nghiệm của tôi cũng có nhưng mà qua quá trình không được học hỏi nên là vẫn phải nhờ đến thầy. Thì đã chỉ giúp cho tôi thì nhân đây tôi cũng xin cảm ơn bác Tuấn Đỗ và mong bác sĩ Tuấn Đỗ đồng hành với tôi trong cái thời gian tới. Xin hết. Vâng ạ, xin được cảm ơn chị Phạm Trâm rất là nhiều ạ.